Sùm mình này xã Bò Tò, Chác, Mẹ Y Tòi, Pên Ha Play, Chả Nhày, xã Đắc Chục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, năng ven pù đồm bàn cróc làm nàm. Tầm ngày sang đồm lồi chiều, chà là mìl, mẹ năng lọ len bấy nam, liềm gà tâm chỗ nào bòm cróc chỗ bần. Bàn cróc làm nàm nàng mé mùn tiết lễ, tâm sùm cróc đã khôn mù mẹ tác tiết ra lòi. Từ khi nhốt chuồng thế này em cảm thấy tầm ngày tủ cróc oai cầm nam gạ dù a tài đức ra đông khuôn mù bần cróc bền mỹ lòi tâm trọ bây giờ chỉ giả duyên giả phân rài tủ long pét tâm tét chóc lên trót làm màn sách tủ còn chưa học bấy tẻ trung đàng lì băng lì trung bấy đạo mẹ con mòn bấy tủ mẹ con mòn né rạc đun sôi năm ba bộ bát mùi sum ân này xã Đốc Chục huyện Ngọc Hồi nàng bái tẹo trung bàn cróc cầm nam tâm bái tẹo trụ chinh chi hội oanh hay bên nội bàn xã mía bàn nằm bái tẹo chinh pu đùm bàn cróc cầm nam nàng ven bàn hèn đà bon hội viên nâu kỳ dương loi của rèn bé chinh hội viên ven tầm bon hội viên nàng lị bằng lị trung bái tầm bàn bàn cróc tiết ra. Với vai trò là tổ trưởng của tổ liên kết là bà ngài đương xin pu đồn bàn cróc cầm nam ở tầm bôn mẹ cầm khe bái tẹo quy chế bàn cróc cầm nam năng tổ lõ chú bái tẹo bôn mẹ đu ven tiết chữ bôn giả cróc tác ra tầm lèm tâm y bôn mẹ đu ôn liền chú bái nam tổ cróc bay ra lòi chiên liền tầm tét cróc còn tâm tét ếch cróc chú bái phần rài ổn định hơn từ phân bò khi mà nhốt chuồng được như vậy thì nó cũng mang lại tâm hay đổ oai cầm nam gà y tài đích ra y la cróc văn ó mẹ hội viên xiên giả dí lễ cầm mé mùn cróc cróc tác đích ra tâm rèn ó mẹ chú giả phân rai chú rai tổ lòng pét đù gà cô chủ mẹ chú tét oanh chóc lèn kẻ tiết ra bái xít đoàn oai tổ play bên tùm bàn lòi hai bàn cróc cầm nam để chiêu lõ là bà giả tâm địa cha phé pét đạo mẹ làm lầy. Huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum xin loài chinh bầu khuôn bà ngài con mòn bái tẹo trung đàng giả lì băng lì trung bái đạo mẹ con mòn bái đổ mẹ con mòn né rạc đun sôi bò cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc bon tuần thế năng bù dùng né to đổ bái kế hoạch xen sọ né sầm bái bon trung đàng bái tẹo trung đàng trụ né sầm là bà ngài cầm play bái tẹo lần ý bái lì trung băng trung bái bái đổ mẹ con mòn né rạc đun sôi tâm đó ôn liền chú tác bái cha để cô nhị đạt trong tâm chú né rạc. Toàn hệ thống chính trị cũng đã vào cuộc triển khai 10 cái tiêu chí né sầm bọt cơ quan hàng bái tẹo của dứt trung đàn giác trụ chân quyền nhân dân kẻ tiết ra ở mẹ con mòn bên bàn xã lần bái tẹo năng chiên chứa trung bái chú bằng ngày dân đó lần trung đàn lần bái tẹo đu gà tờ đó đạo mẹ con mòn gà chép lầy bên làm ngày đu lý chứa lo sằng trùng bái già đu lý đó chóc lé bầm bởi đó lý long pét phé bần tết giả chứ liền cũng đã biết là lấy ngắn nuôi dài và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mấy bần nằm bái tẻ trung đàn trụ kỳ bên bàn huyện Ngọc Hồi năng chiên của ren bể trùng bái tẻ bàn rõ tầm địch tiết dừng lòi bể đèn toàn chất khuôn và ngài con mòn phèn nếu xâm dụ lên chú bái tẹo trung bái du lòi đầm rèn toàn chất một lèn lần đắc tài trung trạng năng bái lòi đầm rèn khuôn và ngài con mòn rác tâm khuôn mù bái già làm nằm giả đèn ta sẵn lì bằng lùi bòn chép lầy tệ ra làm chân bền chú la lên rạc rồi đun xuôi dũ khuôn và ngài con mòn rác khuôn bái già làm nằm giả đèn ta sẵn đó bét phé bàn phé tẹo trùng nào hồi xưa là nhà trồng bờ lười xong từ tập huấn là ngày sang nhị bét đồng mòn tâm giả moi to trùng mé mùn khuôn mù tâm đó tôm trùng bét mé mùn nhị đạt trong tin khuôn mù ven bét lòng chập lầy bên hậu đồng mít đủ nuôi chú lầy oai sọ bon on tị va đục lầy lọ len chú bét lòng chập lầy thiết chữ chú rót lòng tin phân rài tâm bò phép phát đế chú mé mùn lòng pét nầu kỳ khuôn mu tró nhân phé chú chúc đạt chú giỏi lọ lên rót phé chúc đạt đu kha nầu kỳ long tắc ra tâm bấy tiết ra tị bấy chứa ga sang tổ điếc lễ chú giỏi đạt nó tiện lợi
để tiết kiệm nước thôi. Các ban ngành trong xã đã bọn ban ngành trong xã năng trả bắt tò ở mẹ tầm khuôn mù năng đó lì bằng lì trung bấy đã ế chú bấy chanh pin ngay lễ tâm oai nghé chú bấy trà lòi từng trùng bấy trà gà chim lùng bàn cà tâm pét pé lâm gà để ế mùi là bằng chùn chú chiên chỉ cha tôm tâm tổ phân rai chú rai tổ lòng chập lầy ba tổ bỏ xá tôm nẻ chú chiên lùng bàn cà là mở rộng thêm cái diện tích ao cá tâm này lì băng lì trùng bấy nâu kỳ chiên ba ren hay tham khuôn o mẹ con mòn rác khun rạc bái cha lâm nằm giả len ta sẵn oai nghe chân bền chi nít đâm khun phèn khun mu bàn phé bét phé hợp tác xã cô ren chín mùi khun rạc bái cha lâm nằm giả len ta sẵn là bằng ngày con mòn né rạc đun sôi năm ba bồ bát ba. Lúc đầu thì chị em trong tổ xem tập ở mẹ Grand Pu đổ ôn liền ngay du đổ khuôn mù du ôn ngay ma đổ khuôn mù để ôn liền chú rót lòng tin mấy môn ăn cà phê mỹ y du liền đổ ôn nước tâm chiên tôm ban mẹ tổ giả bỏ xá chuẩn y ở mẹ tiết lễ chú nào ôn liền chị em rất là thuận lợi về cái việc vốn được tiếp cận cái nguồn vốn và giá ôn liền tâm giả ở mẹ ông này trong tổ ôn bể môn liền chú rót phân trai tổ lon cà phê ao ta nào bấy tiết ra trong tổ ở mẹ tung ban lòi tay đổ ban đó chú khôi đó làm sĩ ngã thì và đó là gấp học ôn tâm ban kinh nghiệm để có thể cái nào mình chưa biết được có thể học hỏi lẫn nhau. Bấy giả ca y là diện to đổ ra đà bò cấp ủy đảng chính quyền kẻ đích là bon hội, đoàn thể làm bấy giang trả đoàn viên hội viên phèn bấy tẹo trung đàn. Tổ chức hội cũng đã phối hợp. Tổ chức hội đu bấy tâm bon ngành, chiêu bò to ở mẹ, chú ở mẹ đó tâm bấy tẹo, kẻ đích là tâm ngay diện to đổ đà tỉnh ủy, bò to ở mẹ đó tâm bấy tẹo, đích là lì bằng lì trung bấy. Cầm bếp phé, ở mẹ đó bếp mé mùn tẹo trụng nào đít chứa, trên tầm chứa nằm rò. Cầm cơ tầy bấy, đu chiên chứa lị nào âm sọ cà. Trong quá trình làm thì cũng có nhiều đổi mới. Chú tổ an bấy tẹo trung đàng bên nụ bàng, cầm cơ tầy trú, huyện ủy huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum năng to tổ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, bon toàn thể huyện. Đảng ủy bon xã thị trấn tầm bon đơn vị bấy nài du tổ an nứt bấy giang giặc bò tò bon khuôn bằng ngài con mòn đó pét mé môn tẹo trụng nào tiếc là crâm nào rễ lon bom tin tró tâm dép lầy khe nẻ hà sồn to trung pét trung đích hùng trà lòn trung trọ bây giờ chí đổ phế bành đổ chư họt gầy đổ mẹ con mòn bên ha bom lầy là bằng ngài con mòn bên đồ bàn non đổ chú bon khuôn phèn bon hợp tác xã bù dương dứa bằng ngày phèn pét pé bàn pé tầng rót nếp sâm pét pét pé bàn đảo mẹ bái lỏ. Từ những kết quả đạt được từ các mô hình như thế đảng ủy tâm năm nào bái giả tầm bon trung đàn tế bàn đảng ủy tổ an to đổ bon ban ngành toàn thể tổ an bà to đổ chứ bon khuôn ở mẹ con mòn chú bái tẹo bon trung đàn bái cha nào rót tầm địa tiết tác giả giới liền đủ khôn mù chú bái giả nghị quyết đại hội đảng bộ xã thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của xã tâm ý huyện Ngọc Hồi tổ an po to giác nét sâm mỹ giàu đảng viên đoàn viên hội viên tâm nhân dân ló lăng của chức điều ló clâm cuốn sổ tì po to giác lì băng lì trung bấy bấy đủ mẹ con mòn sổ sen tác bái cha diền phế chú dư lệ rác bấy đủ mẹ con mòn nét rác đun sùi đó lăng chúa trung đàn, đó bần vần đà trung đàn, đôm tẹo sen tiệt tiết, to, đồng, nhằn dằn, lâm nào bái tẹo trung đàn, bái cha nào tró được tiết, tạ ranh đá tay, tầm bò tò đủ chứa ở mẹ vèn bái tẹo, trung bái cha nào, chiên trung bái ra bái tẹo trung đàn chúa ở mẹ, đích là bon mèn con mòn.